TV xin cảm ơn quý vị đang đón xem bản tin tổng hợp và chọn lọc của Phố Xe TV. Hôm nay bản tin ngày 15 tháng 10 2020 bao gồm những nội dung sau đây. Tổng thống Mỹ Donald Trump muốn mãi mãi chấm dứt phụ thuộc vào Trung Quốc. Tranh cãi việc Tổng thống Trump chọn khung giờ phát sóng trùng giờ với ông Joe Biden. Hàng chục nghìn người biểu tình ở Bangkok, Thái Lan bất chấp lệnh cấm. Trung Quốc tăng cường hoạt động cưỡng ép ở vùng Biển Đông, kêu gọi cảnh giác Mỹ. Người dân miền Trung dùng thuyền bè để tiếp tế lương thực cho bà con vùng lũ bị cô lập. Tìm thấy toàn bộ 13 thi thể đoàn cán bộ bị vùi lấp hy sinh khi cứu nạn ở Rào Trăng Ba. Phỏng vấn diễn viên MC Đoàn Minh Tài về chuyến cứu trợ miền Trung của nghệ sĩ và doanh nhân sắp được tổ chức. Trong sự kiện trực tuyến của câu lạc bộ kinh tế New York ngày 14 tháng 10, Tổng thống Trump cho biết nếu ông tái đắc cử ghế Tổng thống Mỹ, ông có kế hoạch đưa nước Mỹ trở thành siêu cường sản xuất của thế giới nhằm chấm dứt sự phụ thuộc vào Trung Quốc một lần và mãi mãi. Trong nhiệm kỳ đầu hơn 3 năm qua, Tổng thống Trump đã dùng các biện pháp thuế quan nhằm gây áp lực lớn lên Trung Quốc. Ông cam kết nếu thắng bầu cử Mỹ năm 2020, ông sẽ có các động thái quyết liệt hơn nữa với Trung Quốc trong 4 năm tới. Ngành sản xuất của Mỹ đã có những bước phát triển dưới thời Tổng thống Trump. Có thêm 450.000 công nhân trong 3 năm đầu ông Trump nắm quyền. Năm nay, đại dịch COVID-19 đã tác động mạnh, dẫn tới 700.000 việc làm bị mất từ tháng 3 tới tháng 9. Tuy nhiên, ngành sản xuất Mỹ đang trên đường hồi phục. Hiệp hội Nhà sản xuất Quốc gia cho biết, số lượng việc làm trong lĩnh vực sản xuất trong tháng 8 đạt 460.000, cao nhất kể từ tháng 7 năm 2019. Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc leo thang dồn dập trong thời gian qua liên tiếp. Về các vấn đề, Tổng thống Trump hồi tháng 9 đã nói rằng có thể cắt đứt quan hệ kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc. Đồng thời, ông cũng cảnh báo trừng phạt các doanh nghiệp Mỹ nếu tiếp tục sản xuất tại Trung Quốc. Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ có cuộc đối thoại trả lời câu hỏi của cử tri trong sự kiện do hãng tin NBC News tổ chức hôm nay ngày 15 tháng 10 2020 tại Miami, tiểu bang Florida. Buổi phát sóng này sẽ trùng lịch diễn ra sự kiện tương tự của đối thủ dân chủ Joe Biden. Kế hoạch phát sóng trực tiếp sự kiện này gần như giống kế hoạch sự kiện của ứng viên Tổng thống Dân chủ Joe Biden đã công bố, cũng diễn ra lúc 8 giờ tối ngày 15 tháng 10 với thời lượng 60 phút. Một quan chức bình luận, NBC đã đem lại cho Tổng thống Trump điều mà ông ấy muốn, đó là một cuộc đấu bằng truyền hình giữa hai đối thủ. Cử tri sẽ rất khó phải cùng lúc theo dõi cả hai sự kiện. Điều này sẽ tốt cho Tổng thống Trump, bởi mọi người tò mò về tính cách khó đoán của ông ấy và sẽ theo dõi chương trình của ông ấy. Hai ứng viên quyết định tổ chức sự kiện trả lời cử tri tại các bang chiến trường sau khi ban tổ chức quyết định hủy cuộc tranh luận lần thứ hai giữa họ. Cuộc tranh luận trực tiếp đầu tiên giữa Tổng thống Trump và ông Joe Biden diễn ra ngày 29 tháng 9 vừa qua và bị coi là cuộc tranh luận hỗn loạn chưa từng có khi hai ứng viên liên tục ngắt lời và công kích lẫn nhau. Chỉ vài ngày sau cuộc tranh luận, Tổng thống Trump xác nhận đã mắc COVID-19 và phải điều trị trong vài ngày. Ban tổ chức tuần trước đề nghị cuộc tranh luận lần hai theo hình thức trực tuyến, nhưng Tổng thống Trump kịch liệt phản đối. Sau đó, ban tổ chức phải quyết định hủy cuộc tranh luận lần thứ hai và chỉ giữ kế hoạch cho cuộc tranh luận cuối cùng vào ngày 22 tháng 10. Các cuộc tranh luận được cho là cơ hội quý giá của các ứng viên nhằm nỗ lực thu hút cử tri ở những tuần cuối cùng của cuộc bầu cử 2020. Hàng chục nghìn người biểu tình Thái Lan đổ xuống đường ở trung tâm Bangkok tối ngày 15 tháng 10 năm 2020, hò reo và hô vang để thể hiện sự phản đối lệnh cấm biểu tình của chính phủ. Các cuộc biểu tình này nhắm vào nhà vua và thủ tướng nước Thái Lan, trở thành thách thức lớn cho chính phủ và hoàng gia Thái Lan. Những người biểu tình phớt lờ lời kêu gọi giải tán của cảnh sát. Họ tràn ra đường với điện thoại bật đèn sáng. Nhóm người biểu tình kêu gọi thả tự do cho 40 nhà hoạt động bị bắt trong tuần này. Trước đó, chính phủ Thái Lan áp dụng lệnh cấm tụ tập từ 5 người trở lên với mục đích chính trị, đồng thời cấm các trang tin và nền tảng trực tuyến có nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia. Theo luật phạm thượng nghiêm ngặt ở Thái Lan, những nhà hoạt động bất kính với nhà vua có thể trở thành tội và người vi phạm có thể bị phạt tù lên đến 15 năm.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 13 tháng 10 2020 kêu gọi các nước châu Á hãy cảnh giác trước chiến lược của Mỹ ở Biển Đông, trong khi Trung Quốc thì lại tăng cường hoạt động cưỡng ép ở vùng biển này. Ông Vương nói trong chuyến công du Đông Nam Á rằng, Trung Quốc và Malaysia đều có quan điểm rằng Biển Đông không nên là nơi để các cường quốc đối đầu với nhiều tàu chiến. Trung Quốc và ASEAN có đầy đủ năng lực và trí tuệ, cũng như trách nhiệm duy trì hòa bình và yên tĩnh ở Biển Đông. Bên cạnh đó, ông Vương mô tả chiến lược Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Mỹ là nguy cơ an ninh đối với Đông Á. Tôi tin rằng tất cả các bên đều thấy rõ điều này và sẽ cảnh giác trước chiến lược của Mỹ. Tuy vậy, dù phát ngôn kêu gọi hòa bình và yên tĩnh, nhưng Trung Quốc trong thời gian qua lại liên tục tăng cường hoạt động cưỡng ép láng giềng nhằm củng cố yêu sách chủ quyền phi pháp trên Biển Đông. Cụ thể, trong năm nay, tàu hải cảnh Trung Quốc tiếp tục quấy rối, uy hiếp các tàu cá Việt Nam và tàu thăm dò Malaysia, ngăn chặn ngư dân Philippines và thậm chí xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia ngoài khơi quần đảo Natuna. Gần đây, quân đội Trung Quốc cũng đã tiến hành hàng loạt cuộc tập trận quân sự ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Mỹ cáo buộc Trung Quốc đang cố gắng xây dựng một đế chế hàng hải trong khu vực. Trong những ngày vừa qua, tình hình mưa lũ ở miền Trung diễn biến hết sức phức tạp do ảnh hưởng liên tiếp của hoàn lưu các cơn bão số 6 và số 7. Nhiều làng xã vẫn bị cô lập, người dân phải dùng thuyền bè để di chuyển, tiếp tế lương thực cho bà con vùng lũ. Tuy mưa đã giảm, nhưng một số địa phương vẫn có người dân cô lập và phải dùng thuyền để đi lại tiếp tế lương thực. Ngày 15 tháng 10, nhiều phóng viên đã đi vào vùng lũ của xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và chia sẻ là họ hết sức bàng hoàng trước cảnh điêu tàn, tan tác do dòng lũ tàn phá. Có những khúc đường bộ bị ngập từ 4 đến 6 mét. Hiện nay, phương tiện chủ yếu đi lại để nhận lương thực là những chiếc ghe nhỏ, thô sơ và rất nguy hiểm. Lũ lụt cũng làm nhiều hoa màu, tài sản của người dân bị hư hại nặng. Theo ghi nhận, trong ngày 15 tháng 10, thành phố Huế còn một số điểm nước ngập gây khó khăn cho người dân đi lại. Còn một số thôn, làng thuộc các huyện Phong Điền, Quảng Điền vẫn đang ngập nặng. Nhiều nơi người dân bị cô lập. Ủy ban Nhân dân các xã đã chỉ đạo người dân dùng thuyền kiên cố để cung cấp lương thực cho người dân ở những vùng bị cô lập, đồng thời ngăn chặn người dân đi lại vùng ngập sâu, kêu gọi các nguồn lực để hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người dân. Tối ngày 15 tháng 10 2020, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy toàn bộ 13 thi thể là các cán bộ, chiến sĩ bị núi lở vùi lấp tại tiểu khu 67, trạm kiểm lâm Sông Bồ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Ngày 12 tháng 10, một người dân điện thoại trực tiếp cho Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thừa Thiên Huế thông báo ngày 11 tháng 10 đã xảy ra sự việc sạt lở núi, khiến nhà điều hành thủy điện Rào Trăng 3 bị vùi lấp. Nhận được thông tin, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã tổ chức đoàn công tác đi kiểm tra, xác minh để có phương án cứu hộ, cứu nạn gồm 21 người. Đoàn xuất phát đi ngày 12 tháng 10. Đến 16 giờ cùng ngày, đoàn đến ngầm tràn 71, ô tô không qua được, đoàn đã phải để ô tô lại để đi bộ vào. Đến 21 giờ cùng ngày, đoàn đến tiểu khu 67, trạm kiểm lâm Sông Hồ. Theo thông tin báo cáo về Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, lúc 22 giờ ngày 12 tháng 10, đoàn dừng nghỉ tại nhà kiểm lâm. Đến 0 giờ ngày 13 tháng 10 có tiếng nổ lớn, sụt toàn bộ núi, đất đá trùng lên tòa nhà đoàn đang nghỉ. Theo thông tin ban đầu, 8 người đã thoát được ra ngoài và 13 người mất tích. Tối ngày 15 tháng 10, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể 13 cán bộ chiến sĩ mất tích. Lực lượng cũng đang khẩn trương tìm kiếm các thi thể người mất tích tại trạm 67, vì ngày 16 tháng 10 dự báo sẽ khó khăn hơn do mưa vì ảnh hưởng bão. Nói về tình trạng sạt lở tại trạm 67 và tại thủy điện Rào Trăng 3, ông Phan Thiên Định, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, sáng ngày 15 tháng 10 trao đổi với phóng viên cho biết, đánh giá ban đầu tại Rào Trăng 3 kinh khủng hơn rất nhiều vì tới cả nửa quả núi lớn đổ sập xuống. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam vừa có công điện về cứu nạn, khắc phục hậu quả sạt lở đất tại khu vực tiểu khu 67 và thủy điện Rào Trăng 3 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Thủ tướng Chính phủ Việt Nam yêu cầu
Bộ Quốc phòng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế và các cơ quan địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương xác định danh tính người bị nạn, tổ chức thực hiện tốt việc thăm hỏi, động viên và thực hiện chế độ chính sách tốt nhất đối với cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ và hậu phương gia đình, thân nhân của các cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ đã hy sinh và các công nhân bị tử nạn, nhất là các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời chuẩn bị các phương án tổ chức lễ tang, đảm bảo trang trọng, chu đáo. Bão số 6 đã gây ra thiệt hại nặng nề cho người dân ở miền Trung. Đến nay có hàng chục người chết và mất tích. Bão lũ đã nhấn chìm nhiều vùng đất, nhà cửa tan nát theo dòng nước lũ. Vật nuôi, nhà cửa, hoa màu cuốn theo lũ trắng tay. Hàng ngàn hộ dân phải chạy lũ, cảnh sống trong màn trời chiếu đất, để người dân miền Trung không biết bám víu vào đâu. Đại dịch Covid-19 làm điêu đứng hàng chục ngàn hộ gia đình. Giờ thì họ lại phải đang đối mặt với sự đói nghèo vì bão lũ, vì sạt lở liên tiếp xảy ra. Với tinh thần thể hiện truyền thống lá lành đùm lá rách, rất nhiều đoàn thể và rất nhiều người đang ủng hộ, cứu giúp những người dân nghèo ở miền Trung. Ngày hôm nay, TV cũng có buổi trò chuyện phỏng vấn với nghệ sĩ Đoàn Minh Tài về chuyến đi từ thiện sắp tới mà đoàn nghệ sĩ và doanh nhân sắp sửa tổ chức để giúp đỡ đồng bào miền Trung. Xin mời quý vị cùng lắng nghe. KV xin chào anh Đoàn Minh Tài. Lâu lắm rồi KV cũng không được gặp anh là bởi vì vì dịch Covid-19, cho nên là lâu nay anh em mình cũng không có dịp đứng trên sân khấu chung với nhau và cũng không có đi những cái chuyến từ thiện. Nhưng mà KV được biết, nghe nói là anh sắp sửa có một cái chuyến từ thiện ra ngoài miền Trung, thì KV rất là vui về điều đó và rất là mong là ngày hôm nay sẽ có một cuộc phỏng vấn với anh. Và anh cho biết là có phải đúng là anh sắp sửa có một cái chuyến từ thiện ra ngoài miền Trung không ạ? Đầu tiên thì cho Đồng Minh Tài xin gửi lời chào đến quý khán giả đài phố Bô Sa TV. Xin chào MC, ca sĩ xinh đẹp KV Trần. Lâu lắm rồi. Dạ vâng, chào anh. Đúng như vậy KV. Những ngày qua thì miền Trung chịu tổn thất nặng nề rất là lớn do là mưa lũ kéo dài làm cho người dân vô cùng khó khăn. Nhiều gia đình chịu cảnh tan thương. Cha mẹ mất con, gia đình mất cháu, nhà cửa thì bị lũ cuốn trôi. Thật sự thì nhìn những cảnh đó thì ai cũng vậy, và Tài cũng vậy, không thể nào kìm được nước mắt. Cầu mong sao cho người dân sớm qua khỏi kiếp nạn này, trở lại cuộc sống bình thường. Dạ, đúng là như vậy đó. Trong suốt tuần lễ vừa qua thì ngày nào ở trên đài cũng chiếu liên tục về những hình ảnh rất là đau thương của những người dân miền Trung nên là phải chịu những cái trận lũ lụt rất là kinh hoàng. Thì được biết rằng anh sẽ tổ chức, mà đích thân anh sẽ bay ra ngoài miền Trung để làm cái chuyến từ thiện. Thì cho KV hỏi là sau khi mà anh kêu gọi ở trên trang Facebook cá nhân á, thì những mạnh thường quân và những nhà hảo tâm, anh đã nhận được những phản hồi như thế nào? Thật sự thì phải nói là rất vui, rất hạnh phúc và thật bất ngờ khi nhận được rất là nhiều phản hồi tích cực của quý mạnh thường quân trong và ngoài nước, cũng như sự đóng góp của họ cho chuyến từ thiện lần này. À, như vậy là cũng đã rất là nhiều người phản hồi rồi đúng không ạ? À, đúng rồi. Dạ. Trong chuyến từ thiện lần này đó thì anh sẽ đi cùng với ai, và cho em biết là nơi nào, điểm nào là anh sẽ ưu tiên để thực hiện chuyến từ thiện lần này? Tham gia cùng đi chuyến từ thiện lần này thì có rất nhiều anh chị em nghệ sĩ, nhà báo, doanh nhân, quý mạnh thường quân. Huế là nơi chịu ảnh hưởng nhiều nhất cho đợt thiên tai này. Chính như vậy mà Đỗ Minh Tài cũng như phái đoàn của mình sẽ đến đó để giúp đỡ trực tiếp cho người dân ở đây. Tức là đích thân mọi người sẽ bay ra ngoài đó trong một cái thời điểm nào anh? Tuần tới hay là khi nào, mấy ngày nữa hay là như thế nào? Dự kiến là sẽ cuối tháng, ngày 31 và 1 tây thì mọi người sẽ đi. À, tức là cuối tháng này là mọi người sẽ đi. Như vậy là từ thời gian từ bây giờ cho tới cuối tháng thì chúng ta vẫn còn đủ thời gian để mà kêu gọi thêm nhà tài trợ để mà giúp cho chuyến đi đúng không anh? À, đúng rồi, thì nếu mà quý mạnh thường quân nào cũng như là mọi người đóng góp mà có được cái khoản tiền mà khá khá thì mọi người cũng sẽ bay ra sớm để giúp đỡ kịp thời cho người dân bị thiên tai lũ lụt nơi đó.
Dạ, vậy thì tuyệt vời quá. Kiwi cũng rất là ước mong là Kiwi cũng được sát cánh cùng với lại anh chị em nghệ sĩ. Tại vì từ xưa đến giờ đó thì Kiwi và anh Đoàn Minh Tài cũng có rất là nhiều những cái chuyến đi khắp mọi miền đất nước luôn, đúng không anh? Và rất là vui. Đúng rồi. Cho nên là quý vị Ừ. có thể xem ở trên màn hình hiện tại thì sẽ thấy rằng những cái hình ảnh lướt sơ qua thì là hình ảnh là người thật và việc thật luôn, là những anh em nghệ sĩ không phải là chỉ là đứng lên Facebook quyên góp không thôi, mà họ còn đích thân mang những phần quà, mang những cái tình thương đến tận người dân ở khắp mọi nơi. Đó là một cái điều rất là quý. Cho nên là KV cũng rất là tiếc là đợt này KV vì dịch bệnh COVID-19 cho nên là không có thể về Việt Nam đi chung cùng với mọi người được. Như vậy thì anh cho KV hỏi là trong thời gian vừa qua, trong suốt một năm vừa qua, trong thời lúc mà dịch bệnh đó, thì anh có thường xuyên thực hiện những công tác thiện nguyện hay không? Thật sự thì thiện nguyện là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của Tài. Vì bản thân Tài thấy là mình quá may mắn hơn biết bao nhiêu người khác, nên sẽ cố gắng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong khả năng của mình. Và cụ thể thì Tài tham gia rất là nhiều nhóm thiện nguyện, cũng chỉ mong là đóng góp một phần công sức nhỏ của mình đến những mảnh đời bất hạnh. Thì anh có ngại khi mà đang là trong dịch bệnh mà anh phải đi làm từ thiện như vậy không? Rồi có sợ bị ảnh hưởng vì dịch bệnh này kia không? Tức là có nhiều người nhiều khi là họ cứ nghĩ là nghệ sĩ thì rất là sợ bị bệnh, rồi rất là sợ bị hình ảnh bị xấu đi vì khi bên đi làm từ thiện. Thì đối với anh, bản thân anh thì anh cảm thấy như thế nào? Thật sự thì dịch bệnh thì anh nghĩ là ai cũng sợ, nhưng mà cái trước mắt là mình thấy người dân ở miền Trung họ quá khổ, quá khó khăn khi bị thiên tai lũ lụt. Chính vì vậy mà mình cũng gạt bỏ đi những cái nỗi sợ hãi của bản thân mình. Mình ra ngoài đó để mình thăm hỏi, mình giúp đỡ. Đó là những cái thiết thực nhất trong cái thời điểm hiện tại. Dạ, đó là những cái tấm lòng mà mọi người cũng thấy là anh chị em nghệ sĩ khi mà họ đã quyết tâm làm một cái điều gì thì họ cũng quên đi những cái hình ảnh lộng lẫy, tỏa sáng trên sân khấu mà họ lăn xả mình để mà có thể chung tay góp sức cho tất cả những đồng bào mà đang gặp khó khăn. Như vậy thì được biết là ngoài việc thực hiện những chuyến đi cứu trợ đột xuất này thì anh Đoàn Minh Tài còn là một thành viên sáng lập một quỹ từ thiện. Như vậy thì anh có thể cho mọi người biết và chia sẻ rõ về quỹ từ thiện này là như thế nào không ạ? Thời gian vừa rồi thì Tài cùng với hai người bạn là nhà báo Phạm Ngọc Tội và MC Thi Thảo thành lập quỹ Trái Tim Nhân Ái. Quỹ được thành lập từ giữa năm 2019. Thì trong một năm qua thì chúng tôi cũng đã xây dựng được nhà vệ sinh, trao rất là nhiều phần quà cho các em học sinh cũng như là những cái hoàn cảnh khó khăn đặc biệt tại vùng cao. Và gần đây nhất là trao quà cho các em học sinh mùa tựu trường tại Bình Phước. Tức là những cái công việc của anh làm là mang tính chất cộng đồng rất cao, tức là anh xây dựng như một cái nhà vệ sinh luôn ạ. À đúng rồi, xây nhà vệ sinh cho các em vùng cao. Tại vì cái trường đó thì không có nhà vệ sinh, cho nên là khi mà đi khảo sát đó thì thấy rất là tội các em, mà đặc biệt là các em học sinh nữ. Chính vì vậy mà chúng tôi quyết định là xây cái nhà vệ sinh cho các em để các em có thể sử dụng một cách là thuận tiện hơn. Trong cái ngày hôm đó thì các anh chị em nghệ sĩ có lên sân khấu để mà có những cái tiết mục văn nghệ này kia cho giúp tinh thần cho các em không ạ? Được. Đúng rồi, có Kevin. Thì ngoài cái chuyện mà xây nhà vệ sinh, trao những cái phần quà cho các em học sinh thì có những cái tiết mục biểu diễn để cho các em thưởng thức. À, như vậy thì mọi người có thể nhìn xem trên hình ảnh là những hình ảnh mà KV đang là chiếu ở trên màn hình là các anh chị em nghệ sĩ cũng có những cái tiết mục văn nghệ để mà giúp vui cho các em và những cái phần quà để mà tặng cho các em nữa. Ngoài cái việc mà xây nhà vệ sinh còn là làm văn nghệ, còn có những cái phần quà để mà trao tặng cho các em, đúng không anh? Đúng rồi, Kevin. Dạ, như vậy thì quá là hay. Như vậy thì cái chương trình sắp tới mà ra miền Trung thì chắc chắn là sẽ được còn chuẩn bị kỹ hơn nữa. Mà theo như anh nghĩ là cái chuyến sắp tới đi sẽ có nhiều người đi không? Nhiều người đi hơn như là đợt trước mà hay cũng là cũng cũng rất là nhiều các vị, tại vì đợt này thì miền Trung chịu ảnh hưởng rất là nặng nề. Chính vì vậy mà anh em nghệ sĩ
nhà báo, doanh nhân, rồi quý mạnh thường quân cũng rất là nóng lòng để mang những phần quà, những cái tình yêu thương của mình đến trao cho người dân nơi đó, với mong muốn là xoa dịu bớt cái nỗi đau của họ, để giúp họ qua những cái khó khăn cũng như là những cái thiên tai mà họ phải gánh chịu trong đợt này. KV cũng nhớ là cách đây vài năm KV cũng có những cái chuyến từ thiện ở vùng bão lũ đó, thì có những nơi họ bị cô lập hoàn toàn ở trong biển nước. Khi đó thì mình phải đi bè, đi xuồng này kia rất là khó khăn. Thì không biết là đoàn nghệ sĩ của mình có ngại vấn đề đó không và có cảm thấy là nó quá khó khăn đối với mình hay không? Thật sự khó khăn thì cũng rất là khó khăn, tại vì bão lũ thiên tai thì mình cũng không có biết trước được. Chính vì vậy mà tôi nghĩ là sẽ rất là khó khăn trong việc di chuyển, nhưng mà cũng may mắn là có sự kết hợp của chính quyền địa phương, cho nên là mình cũng sẽ rất là an toàn khi đến 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 trao quà cho người dân. Mà riêng riêng đoàn Minh Tài thì do là đoàn Minh Tài cũng là một người con của miền Tây, miền sông nước. Vậy hả? Vậy là anh là miền Chính vì quê ở vậy đó đâu? Ở đâu? chính vì vậy mà mình khi mình di chuyển bằng ghe xuồng thì mình cũng cũng không ngại đâu. Vậy tốt quá. Tức là nghe nói là anh là dân miền Bến Tre đúng không? Tức là cũng đã À, từng đúng chèo rồi, xuồng này đúng không? đúng rồi, người con Bến Tre, đúng rồi. Như vậy thì nếu mà gặp trường hợp mà phải chèo xuồng để mà tiếp tế lương thực cho những người dân thì cũng không gặp khó khăn gì hết. Vậy thì Đúng rồi. cho Kevin hỏi một câu hỏi kế tiếp là theo như anh suy nghĩ thì lợi thế của một diễn viên, một ca sĩ, một MC, một người nổi tiếng, một người của công chúng với một người bình thường khi mà kêu gọi cộng đồng chung tay thì cái sự khác biệt nó có khác biệt không hay là nó giống nhau? Tại nghĩ là cũng sẽ có cũng có nhiều cái khác biệt, và cũng có một cái điểm chung. Điểm chung là mình cứ cho đi rồi mình sẽ được nhận lại. Còn khác nhau thì do là tại may mắn được hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật và được khán giả yêu mến qua rất là nhiều cái vai diễn trên sóng truyền hình. Chính vì vậy mà mình cũng có nhiều điều kiện cũng như là lợi thế kêu gọi những tấm lòng vàng cùng chung tay với mình qua các kênh truyền thông. KV cũng đồng ý như vậy. Khi mà một người nghệ sĩ đứng lên để mà kêu gọi chung tay góp sức á, thì cái sự lan tỏa nó sẽ rộng hơn và nhanh hơn và lớn hơn nữa. Thì KV cũng rất là mong rằng trong cái chuyến đi này không phải một mình anh là người kêu gọi mà còn rất nhiều những người nghệ sĩ khác đi cùng sẽ kêu gọi cho cái chuyến đi được thành công tốt đẹp. Đúng rồi, Thưa Vi, thì hiện tại thì cũng có rất là nhiều các anh chị em nghệ sĩ kêu gọi, rồi người thì bán những cái quần áo cũ của mình để đóng góp cho từ thiện, rồi tổ chức những chương trình ca nhạc giống như là nhà thiết kế Việt Hùng, ca sĩ Quốc Đại. Họ sẽ làm những chương trình ca nhạc vào ngày 22 tháng 10 sắp tới cũng để quyên góp cho chuyến từ thiện. Rồi ca sĩ Sunny Đăng Ngọc là bán những quần áo cũ của mình để quyên góp. Rồi rất nhiều các anh chị em nghệ sĩ, nói chung là họ có khả năng đến đâu thì họ sẽ làm đến đó. Hay quá, tuyệt vời quá, tức là mỗi người đều có một cái sáng kiến, một cái ý tưởng để mà miễn sao thu được thật là nhiều tiền để mà giúp cho người đồng bào ở ngoài miền Trung. Vậy Đúng thì rồi. bản thân anh thì anh có định bán che đầu gì của mình hay là đấu giá đồ gì của mình không? Tài chứ không bán đồ cũng như là đấu giá, nhưng mà Tài sẽ kêu gọi quý mạnh thường quân, để với hy vọng là với cái sự lan tỏa của mình cũng sẽ kêu gọi được mọi người đóng góp, để càng nhiều tiền, càng những cái vật dụng cũng như là đồ đạc, để mong sao giúp đỡ cho người dân ở nơi đó, vì họ đang rất là cần cái sự chung tay của tất cả mọi người. Đúng rồi. Câu hỏi kế tiếp là miền Trung hàng năm thì vẫn chịu rất là nhiều thiệt thòi từ thiên tai, bão lũ. Theo anh thì cần có những việc làm gì mang tính bền vững để người dân đối phó với tình trạng này? Một câu hỏi rất là hay, cảm ơn Kevin rất là nhiều. Thì Tài thấy á, thì các xã như là Đồng Văn, Thanh Ngọc, Thanh Văn, Thanh Tường của huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An á, là những địa phương nằm sát sông Lam, thường xuyên bị nước lũ đe dọa cuộc sống của người dân.
nhưng mà gần 20 năm qua thì người dân chưa phải sống chung với lũ lần nào. Là nhờ vào hệ thống đê bảo vệ dân, các tuyến đê rộng 5 đến 10 mét được trải bê tông, những lúc mưa lũ nước sông lên cao, người dân sẽ vận chuyển tài sản, vật dụng, trâu bò, vật nuôi của gia đình, tất cả đều lên đê tránh. Ngoài ra thì bà con thường xuyên mở đài để nghe dự báo thời tiết, để có sự chuẩn bị an toàn khi có thiên tai hay bão lũ. Tránh tình trạng chặt phá rừng, phải bảo vệ và trồng mới là điều vô cùng cần thiết. Ngoài ra thì còn tôi nghĩ là nên xây nhà tránh bão kiên cố cho người dân khi có thiên tai xảy ra. Xây nhà tránh bão thì cái mức kinh phí sẽ cần rất là nhiều. Như vậy thì đây là một cái dự án dài đúng không anh? Xây nhà tránh bão thì đúng là đúng như Kevin nói thì cũng cần kinh phí khá. Chính vì vậy mà mình phải kêu gọi vận động nhiều hơn nữa để có được một khoản tiền lớn để xây nhiều nhà tránh bão cho người dân, để khi mà có thiên tai hay bão lũ thì người dân di chuyển đến vùng đó để họ trú ẩn nơi đó để được an toàn hơn. Tốt quá, như vậy là một cái đường dài là bên nhóm từ thiện của anh cũng chuẩn bị để mà có những cái dự án sắp tới trong tương lai, chứ không phải chỉ là lần này tới ngoài miền Trung để mà trao phần quà thôi đúng không anh? Ừ, đúng rồi Kevin. Thì mình có được cái khoản tiền như thế nào thì mình cũng sẽ tính để mình giúp đỡ cho người dân. Dạ. Vậy tốt quá, như vậy là không phải là chỉ riêng đợt này mà còn rất nhiều đợt trong tương lai. Cho nên là mọi người cũng thấy rằng cái tấm lòng của anh chị em nghệ sĩ cũng như là các mạnh thường quân là luôn luôn hướng về miền Trung, là nơi mà chịu nhiều thiên tai lũ lụt nhiều nhất. Vậy thì cho Kevin hỏi là sau chuyến đi này thì kế hoạch sắp tới của anh Hoàng Minh Tài là gì? Chắc có lẽ thì đội Minh Tài cũng tiếp tục kêu gọi sự đóng góp của quý mạnh thường quân dành cho đồng bào miền Trung, vận động quần áo cũ, thuốc men, sách vở cho người dân và học sinh, thì với hy vọng là một cái phần công sức nhỏ bé sẽ giúp đỡ cho đồng bào miền Trung sớm qua cái đại nạn này. Cho quý vị hỏi một câu tế nhị là tức là ngoài cái mà ủng hộ về tiền mặt, về vật chất, thì ví dụ những người mà họ không có tiền, họ chỉ có quần áo cũ hay là họ chỉ có những cái vật dụng dư thừa ở trong nhà của mình, thì họ có đóng góp được không và bằng cách nào? Được Kevin, thì họ có, ví dụ như là họ có quần áo cũ hay là họ có những cái mà vật dụng mà họ không xài mà người dân miền Trung họ có nhu cầu á, thì mình cũng sẽ tiếp nhận, sau đó thì mình sẽ chuyển cho người dân miền Trung. Dạ, vậy thì tốt quá. Vậy thì hiện tại bây giờ thì quý vị có thể nhìn ở trên màn hình và thấy số tài khoản mà anh Đăng Minh Tài đã đưa cho đài để mà cung cấp cho quý vị. Thì ngoài những người ở Việt Nam có thể chuyển khoản cho anh Đăng Minh Tài và nhóm từ thiện, thì những người ở nước ngoài mà muốn gửi tiền về mà họ không có chuyển khoản qua ngân hàng Việt Nam được thì họ sẽ làm như thế nào anh? Nếu mà họ không chuyển khoản được thì có thể là sẽ inbox cho Đồng Minh Tài, thì Đồng Minh Tài sẽ nhắn tin cái địa chỉ để mọi người có thể địa chỉ ngân hàng, thì mọi người có thể gửi qua ngân hàng, thì Đồng Minh Tài sẽ đến nhận để chuyển cho người dân gặp khó khăn tại miền Trung. Vậy thì KV cũng cảm ơn anh rất nhiều là đã chia sẻ những cái thông tin ngày hôm nay rất là bổ ích, và cũng có một cái tiếng nói để mà kêu gọi mọi người xung quanh cùng chung tay giúp đỡ cho người miền Trung trong thời gian này. Thì số tài khoản của anh cũng đã được ghi rất là rõ ràng ở trên màn hình, tên rồi số tài khoản, chi nhánh. Thành ra là tất cả những ai mà có một cái tấm lòng mà muốn cùng chung với lại đoàn nghệ sĩ trong dịp này thì có thể liên lạc thẳng với lại cái số tài khoản này. Và KV cũng chúc cho anh và tất cả mọi người đi trong chuyến này được gặp nhiều may mắn. Và sắp tới đây, nếu mà có dịp mà hết dịch COVID-19, không có còn cách ly nữa, thì chắc chắn là KV sẽ về đi cùng với mọi người. Rất là mong một ngày gần nhất sẽ được chào đón Kevin ở tại Việt Nam để Tài và Kevin cùng với
nhóm anh chị em nghệ sĩ, những anh chị nhà báo cùng với nhóm nhân dân thực hiện những chứng thiện nguyện của mình. Và nhân đây thì Đoàn Minh Tài cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc đến đài Phố Tư Vi cũng như KB Trần đã cho Đoàn Minh Tài cơ hội cho Tài được chia sẻ những ý nguyện của mình, với mong muốn là kêu gọi mọi người cùng chung tay góp sức với Đoàn Minh Tài để giúp cho người dân miền Trung sớm vượt qua cái khó khăn này. Và Đoàn Minh Tài cảm ơn rất là nhiều. Vâng, cảm ơn anh. Đài Phố Quốc gia TV cũng xin chúc tất cả anh chị em nghệ sĩ thật nhiều thắng lợi và thành công trong công việc cũng như trong tất cả các chuyến đi từ thiện trong tương lai. Xin chào. Rồi, chào anh. TV xin cảm ơn quý vị đã đón xem bản tin tổng hợp và chọn lọc của Phố Quốc gia TV. Xin chúc quý vị thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.